Một nhân viên quân y Ukraine sau chuyến thăm tiền tuyến đã mô tả tình hình thảm khốc của các binh sĩ nước này khi cố gắng ngăn chặn cuộc tiến công của Nga tại Berdychi, phía tây Abdipka. Anh cảm thấy như mình đã chết khi chứng kiến những mất mát ngoài mặt trận. Hôm qua, chúng tôi đến tiền tuyến. Khi đến nơi, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một núi xác chết. Một núi người chết thực sự bị xếp chồng lên nhau. Cảnh tượng đó không làm tôi cảm thấy rùng rợn, nhưng tâm hồn tôi thì hoàn toàn chết lặng đây là kết quả của việc con người phải đối mặt với cái chết và sự giết chóc mỗi ngày tôi tự hỏi những người như tôi sẽ cảm thấy thế nào khi trở về nhà đây là những người lính mỗi ngày ngồi trong chiến hào và chứng kiến cái chết của đồng đội điều gì sẽ xảy ra với những người lính ở đây có lẽ họ cũng có cảm giác giống như tôi tuy vẫn sống về mặt thể xác nhưng tinh thần thì gần như đã chết cần lưu ý rằng tổn thất mà quân đội ukraine đang phải chịu ở donbass hiện lên đến hàng trăm người mỗi ngày có thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã xa lệnh chấn giữ Berdichi bằng mọi giá. Để thực hiện điều này, các chỉ huy Ukraine liên tục tung các tiểu đoàn và những cuộc phản công tự sát. Theo thông tin từ quân đội Nga, bốn tiểu đoàn được điều từ hướng Tây Bắc đến đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn trong những ngày đầu tiên đến mặt trận, và đây chỉ là con số tại một khu vực. Bất chấp mọi nỗ lực của chỉ huy Ukraine, lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục tấn công và đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Trở lại với những diễn biến chính trên các mặt trận, kênh Zelati 71 đưa tin, trong cuộc tấn công ở Georgievka, phía tây thành phố Marinka, lữ đoàn 5 và sư đoàn 150 Nga đã chiếm gần một nửa ngôi làng, đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi tất cả các khu vực xung quanh hồ chứa và tiếp tục phát triển. Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái FPV nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga. Kênh Traba cũng xác nhận lực lượng Moscow đang tiến về phía nam Krasnogorovka dựa trên thành công của họ ở phía nam tuyến đường sắt. Ở phía nam, tại khu vực Pobeda và Marinka đang diễn ra các trận phản công. Cây Surya Maps đưa tin, trong hai ngày qua tại phía tây Abdiivka, lực lượng Nga đã tiến về phía nam Oloka đến con đập của hồ Zodyansky và các đồn điền tiếp sát với phần phía bắc của Toninke, nơi đang diễn ra các cuộc đụng độ với quân đội Ukraine. Có thể thấy, sau vài ngày giảm nhịp độ tấn công, tại thời điểm này, quân đội Nga đang dần lấy lại đà phát triển dù rất chậm. Tuy nhiên một điều rõ ràng là lực lượng Kiev đã cơ bản ngăn chặn thành công bước tiến của đối phương, nguy cơ sụp đổ dây chuyền sau khi Avdiivka thất thủ được đẩy lùi. Trong khi đó, đồng thời với cuộc tiến công về phía tây Vyabovoje đạt nhiều kết quả, quân đội Nga bắt đầu khởi động lại cuộc tấn công vào Trabotino từ phía tây. Một phần thị trấn đang bị tranh chấp với các cuộc đụng độ dữ dội giữa hai bên ở gần trung tâm thế trận giằng co đang diễn ra ở khu vực này. Tuy nhiên, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể sẽ rút dần về phía Odekov do thiếu hệ thống công sự kiên cố, nên họ không thể kháng cự được sức tấn công mạnh mẽ của đối phương. Lực lượng Kiev được cho là đang câu giờ để xây dựng tuyến phòng ngự ở phía sau trước khi chính thức rút lui. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov bác bỏ bài báo từ truyền thông phương Tây rằng ông đã mua tù binh ở chợ đen để trao đổi với Ukraine lấy tù binh Moscow. Ông tuyên bố các phương tiện truyền thông trên đã đưa tin sai sự thật rằng Chechnya đã mua và đưa đến thủ phủ Grozny, một tù nhân chiến tranh người Ukraine tên là Vyacheslav Vilisky, rồi sau đó đổi anh ta lấy một người Chechnya từ phía Kiev. Ông Kadyrov khẳng định, binh sĩ này đã đầu hàng các thành viên của đơn vị đặc nhiệm Akhmat vì bị thương khi tham chiến. Ông nói trên thực tế, sau khi điều trị cho anh ta, chúng tôi đã bàn giao Vyacheslav Vilisky và hai tù binh khác cho phía Ukraine. Đổi lại chúng tôi có thể đưa về quê hương ba quân nhân Nga, những người không phải là gốc Cộng hòa Chechnya. Thủ tục trao đổi đã diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt theo luật pháp quốc tế, với sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Quốc phòng Nga. Vì vậy, tôi muốn nói rõ rằng không có thị trường chợ đen để trao đổi tù nhân chiến tranh và tra tấn họ ở Nga hay Cộng hòa Chechnya. Ông Kadyrov cho biết, chân của Levitsky đã bị gãy và anh ta bị tê cóng khi ra đầu hàng, và người này đã buộc phải cắt tứ chi vì bị hoại tử. Tờ Le Monde cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7 tháng 3 gặp lãnh đạo các đảng phái ở nước này để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại cuộc gặp, Tổng thống Macron phát thảo kịch bản Nga tấn công thành phố Odessa và thủ đô Kiev của Ukraine, điều ông cho rằng có thể dẫn tới hành động can thiệp vì Pháp không nên để việc này xảy ra bằng bất cứ cách nào. Phản ứng trước thông tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nước này cũng sẽ xóa bỏ lần danh đỏ với chính quyền Tổng thống Macron. Ông Medvedev viết trên mạng xã hội X hôm 7 tháng 3 rằng, Macron nói không còn lằn danh đỏ hay giới hạn nào trong việc ủng hộ Ukraine, theo Le Mans. Điều đó đồng nghĩa Nga không còn lằn danh đỏ nào nữa với Pháp. Quan chức này viết thêm một thuật ngữ được hiểu là binh bất yếm trá theo tiếng Latin, ám chỉ Nga sẽ không loại trừ hành động nào với Pháp trong trường hợp xung đột xảy ra giữa hai nước. Trong cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp trường hàng không quân sự cao cấp Krasnodar, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết điều khó nhất đối với ông là làm máy bay trực thăng. Ông Putin nói rằng Tôi đã thử lái trực thăng. Đối với tôi có vẻ như đây là điều khó khăn nhất khi làm máy bay. Chỉ cần 1mm và cỗ máy đã lệch đâu đó, bay đi đâu đó, bên trái, bên phải. Thật khó để tìm thấy điểm hạ cánh. Tổng thống Nga cho rằng đây là chiếc máy bay phức tạp nhất mà ông từng thử lái, ngoại trừ những chiếc mà ông đã thực sự lái, chẳng hạn như lần bay tháp tùng đàn xếu. Tổng thống Vladimir Putin nói thêm, nhưng khi đó, tức là trong chuyến bay với đàn xếu, đơn giản đó là tình huống thực tế, còn đây, tức máy bay trực thăng là mô phỏng, nhưng công việc phức tạp, rất phức tạp, nghĩa là mọi thứ tính đến từng mm. Công việc nghiêm túc thực hiện ngày hôm nay là điều rất cần thiết đối với nhiệm vụ của chúng ta trên chiến trường. Tất nhiên điều đó xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng cao nhất. Năm 2012, Tổng thống Putin tham gia thí nghiệm cứu loài xếu Siberia. Khi đó, Tổng thống Nga đã lái một chiếc tàu lượn có động cơ mà những con chim nhầm với xếu đầu đàn của chúng. Tổng thống đã thực hiện ba chuyến bay. Chuyến đầu tiên là chuyến bay giới thiệu và hai chuyến còn lại là với những con xíu trắng. Trong một bài phát biểu trước đó tại Liên Hoan Thanh niên Thế giới tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không tái gia nhập G7, bởi điều này không có ý nghĩa gì với Nga vì phương Tây luôn phớt lờ vấn đề lợi ích của Moscow. Tổng thống Nga cho biết thời gian qua, Nga cùng nhiều quốc gia khác đã tìm cách liên kết với phương Tây và tham gia nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới, Tuy nhiên, tư cách thành viên của Nga tại G7, khi ấy là G8, đã bị đình chỉ sau sự kiện năm 2014, thời điểm Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Ông chủ Điền Kremlin lưu ý, sau đó Nga nhận ra việc tìm cách gia nhập nhóm này là vô ích, vì không ai ở đó quan tâm tới lợi ích của Moscow. Cũng theo ông Putin, các nước giàu không sẵn sàng tạo ra một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường cho các nền kinh tế đang phát triển và tạo điều kiện tự do cho phát triển và tăng trưởng. Phát biểu tại sự kiện, ông Putin lưu ý thêm rằng, bất chấp hệ thống phân cấp hiện nay ở thế giới phương Tây, mong muốn độc lập và bảo vệ chủ quyền vẫn rõ ràng. Về tình hình bầu cử Mỹ, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút được nhiều sự ủng hộ hơn Tổng thống Joe Biden ở ít nhất 7 bang chiến địa. Cuộc thăm dò so của Bloomberg News Morning Consult cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở một số bang quan trọng, gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Đây là những bang chiến địa ám chỉ sự cạnh tranh quyết liệt giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa và kết quả bỏ phiếu ở những bang này có thể thay đổi cục diện của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Những người tham gia khảo sát đã được hỏi rằng họ sẽ ủng hộ ai nếu như diễn ra một cuộc tổng tuyển cử giả định vào thời điểm diễn ra thăm dò. Trên tất cả 7 bang, 48% cử tri cho biết họ sẽ ủng hộ ông Trump và 43% sẽ ủng hộ ông Biden. Ông Trump có ưu thế mạnh nhất ở North Carolina, nơi ông dẫn trước ông Biden với 9 điểm phần trăm, 50 phần trăm và 41 phần trăm. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố ngân sách quốc phòng năm 2025 của nước này vào ngày 11 tháng 3 tới. Bloomberg đưa tin, mức chi tiêu quốc phòng được đề xuất của Mỹ là khoảng 849,8 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2025, trong đó, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm các đơn đặt hàng đối với máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 và tàu ngầm lớp Virginia. Hãng tin Mỹ trích dẫn các nguồn tin nói rằng, việc cắt giảm phản ánh quyết định của Washington nhằm giảm ngân sách cho mua sắm, nghiên cứu và phát triển so với dự kiến trước đó, vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng thêm 1% trong năm tài chính 2025. Theo các nguồn thảo tin, Washington sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt 167,5 tỷ đô la Mỹ để mua sắm hệ thống vũ khí và 143,2 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, phù hợp với đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2025. Động thái này diễn ra khi Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt biện pháp chi tiêu cho năm tài chính 2024 và bật đèn xanh cho sự luật bổ sung về an ninh quốc gia. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay mùng 8 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ huy một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhằm nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng pháo binh Triều Tiên. Theo KCNA, cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị pháo binh tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu ở thủ đô của địch. Hoạt động diễn tập đã diễn ra thành công khi các binh sĩ pháo binh Triều Tiên thể hiện tài năng bắn pháo nhanh và chính xác. KCNA thông tin thêm, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hài lòng trước kết quả diễn tập. Ông kêu gọi đẩy mạnh công tác chuẩn bị để các đơn vị pháo binh có thể chiếm thế chủ động bằng những cuộc tấn công nhanh chóng và quyết liệt trong trường hợp xung đột nổ ra. Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây gia tăng khi Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự.